Thưa quý vị, từ khi chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP được khởi động, nhiều chủ thể địa phương đã đầu tư sản xuất, làm mới những sản phẩm truyền thống để phát triển thành sản phẩm OCOP cấp địa phương. Vì vậy, sâu xa trong mỗi sản phẩm OCOP đều lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống nhất định. Tại Đà Nẵng có những chủ thể OCOP đã dành nhiều tâm huyết tìm mọi cách có thể lan tỏa những giá trị văn hóa đó. Với họ, OCOP không chỉ là sản phẩm tiêu dùng, OCOP còn là giá trị văn hóa vùng miền cần gìn giữ và lưu truyền. Gần một tuần nay, dưới tầng hầm, lối đi vào của đại siêu thị Go Đà Nẵng có một gian trưng bày giới thiệu văn hóa vùng chài Đà Nẵng, văn hóa làng nghề nước mắm truyền thống Nam Ô, được chủ thể OCOP nước mắm Nam Ô Hương Làng Cổ tái hiện, luôn đón nhận đông đảo các bạn trẻ, người tiêu dùng ghé thăm tìm hiểu. Để làm được điều này, anh Bùi Anh Phú, chủ thể OCOP nước mắm Nam Ô Hương Làng Cổ, phải bỏ ra mỗi tháng 30 triệu đồng thuê mặt bằng, chưa kể các chi phí khác. Tuy là chi phí nó lớn nhưng mà bù là cái lượng người đi đến siêu thị Gâu là nó rất lớn. Chúng tôi có thể tiếp cận được rất là nhiều cái đối tượng khách hàng. Sinh ra ở vùng chài Nam Ô có nghề làm nước mắm truyền thống. Sau nhiều năm học tập, làm việc xa quê, anh Bùi Anh Phú đã quyết định mang kiến thức học được trở về gây dựng, đưa sản phẩm của quê hương ra thị trường. Làm mắm vốn là nghề truyền thống hơn 100 năm gắn bó với người dân Nam Ô. Tuy nhiên, với phương thức làm thủ công, sản phẩm nước mắm của người dân địa phương chưa chú trọng đăng ký sản xuất theo tiêu chuẩn. Nhận thức được điều đó, gần 10 năm nay, Bùi Anh Phú đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Làng Cổ để sản xuất nước mắm quy mô, bài bản, ứng dụng những kỹ thuật, tiêu chuẩn hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, vượt chạy thương hiệu của một làng nghề nổi tiếng. Nam Ô, nước mắm Nam Ô có từ rất là lâu rồi, nhưng mà người biết đến thì chỉ hạn chế, chỉ có lứa người lớn trở lui. Người trẻ họ ít biết, cho nên bây giờ nếu mà đưa được vào các gian hàng, các siêu thị thì đấy là cơ hội. Còn đây là siêu thị sản phẩm OCOP do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bắc Đẩu giới thiệu khoảng 100 loại sản phẩm. Trong đó có 26 sản phẩm OCOP của Đà Nẵng. Với tâm quyền đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng, lan tỏa nhiều hơn những giá trị văn hóa vùng miền thông qua mỗi sản phẩm, không gian siêu thị được thiết kế như một làng quê Việt Nam. Mình vô mình rất là hoan hỷ đối với góc độ là người tiêu dùng, vì mình được mua những cái sản phẩm đặc thù của từng vùng miền khác nhau và một cái không gian trưng bày rất là mang tính Việt Nam. Trong 6 sản phẩm OCOP của Đà Nẵng, công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Đẩu có 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao. Việc mở ra siêu thị này, chị Nguyễn Thị Hồng Thu, chủ thể OCOP bắt đầu mong muốn tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng, đón nhận những phản ảnh và nhu cầu thị hiếu của họ, từ đó có thể hoàn chỉnh sản phẩm, trau chuốt nhiều hơn về giá trị thẩm mỹ, song song cùng chất lượng sản phẩm đó là những nỗ lực mà chủ thể OCOP đã và đang hướng đến. Em rất vui vì đến bây giờ, nhiều sản phẩm trên hàng kệ của em, mà sản phẩm OCOP đạt giá trị về thẩm mỹ rất là cao. Em rất tự hào về điều đó và em mong là OCOP sẽ là sân chơi để kết nối các chủ thể sản xuất. Để gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa trong sản phẩm OCOP, các địa phương luôn có chính sách ưu đãi để hỗ trợ các chủ thể sản xuất, có những sản phẩm đặc hữu, đặc trưng, thêm hạnh đầu tư sản xuất để gia tăng số lượng, chất lượng, sức lan tỏa của sản phẩm đến với người tiêu dùng, đồng thời tuyên truyền về giá trị văn hóa của sản phẩm để các chủ thể chú trọng, lưu giữ, phát huy và người tiêu dùng biết đến, lựa chọn.